Đấy. Mật các bạn này. Mật cực da cực kỳ chất lượng nhá. Đấy. Tủ này chắc nó bỏ đi các bạn. Bị khô hết rồi. À, thông xin mình chào cả nhà nhé. Chúc tất cả mọi người, các bạn đồng nghiệp và anh chị bà con cô chú là có một buổi chiều có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình và người thân và được mọi sự thành công trong cuộc sống nhé. Thì chiều nay Thông lại tiếp tục hành trình đi tìm kiếm những tổ ong mật đầu mùa, nhưng mà mãi cho đến bây giờ là gần 17:30 đấy nha các bạn. Đó. Mặt trời sắp ra xuống núi ra thì đi về bằng qua đây thì bước xuống cái bờ hồ này thì Thông cũng được quan sát rất là kỹ. Tại vì bây giờ rất là khó quan sát nhé. Thì Thông thấy có một vài con ong nó tỉa ra tỉa vào ở chỗ đó. À, thì Thông ngồi đây Thông quan sát một chút nữa thì Thông thấy là có lên và có xuống, thì chắc chắn là 100% là có thể có tổ ong nằm ở trong này đây. Đó. Thì bây giờ Thông thể đi vòng cái đường này lên đó nhá. Nhưng mà còn ở đấy thì một lùm cây này, cái gái này rất là khó lên. Mọi người đang theo dõi video của Thông, đừng quên cho Thông xin một like, một đăng ký nhá. Thông xin chân thành cảm ơn đến mọi người rất là nhiều. Nó nằm ở đấy nha các bạn. Không còn phải bưới gì hết. Chỉ có bưới mấy cái lá là đã nhìn thấy bánh tổ đã loài ra. Nhưng mà tổ ong này cũng nhìn thấy ngoài này thì thấy nhỏ các bạn. Ông đang hơi một chút khỏi, thấy nhỏ nhá. Cái gì thấy quấn nó vô ra cũng ít, tổ này nhỏ. Thì không lấy một hai miếng từ ngoài xem ở trong con mật hay không nhá. Thấy một chút mật phía trên này các bạn. Mình lấy cái dao này mình lấy luôn. Quá wow. Mật các bạn này. Nhỏ mà có mật nhá. Đây là trong cái lùm cây này các bạn nhé, trong bụi tre này. Thông cũng muốn mở rộng ra thì mình nuôi lại thì người khác họ phát hiện được, họ sẽ tìm thấy dấu vết nhé. Cho nên mình chịu khó mình lẻn vào trong này mình lấy thì mình nuôi lại ra. Một hai tháng nữa mình quay lại được. Mật ít các bạn ạ. Cái này phần hoa không? Cũng là có chút cũng dư đấy, nó sẽ hơn một chút. Đường biển trong không biết thế nào nhưng mà hai cái bánh tổ ngoài này thì không còn thua nha các bạn. Tổ này thông đoạn tổ này là nhỏ nhá. Đi vòng vào trong xe nhìn có nhìn to hơn nhé. Tiếp nha các bạn. Được mấy giọt mật ở phía trên đi, không cắt thì nó chạy hết. Nhỏ quá.
rất là khó để lấy ra. Ôi. Tiếp xem, hy vọng là sẽ càng vào trong càng cho mật. Cho thật chế này một chút. Dạ, mình sẽ sửa tổ lại cho mọi người các bạn. Đây là thật mật cho nên bụi chuồng này hoàng hóa dài vào phía trong nha các bạn, bị mục rồi. Cuối ngay à, trong mật còn khá hơn một chút các bạn. Đây. Mật còn khá hơn một chút rồi. Còn một miếng mật đây nữa nha các bạn. Thì nó còn dai ở trong đấy. À, trong cái khổ đây. Mật đấy, mật các bạn này, mật cực da cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, tổ này chắc nó bỏ đi các bạn, bị khô hết đây. Đấy, trước đây nó cũng làm những cái tơ ở trong này mà giờ nó khô hết đây. Thì lát nữa thông sẽ cùng bỏ một cái bánh tổ xuống đó để ghép lại cho nó nhá. Ở thì ở, không ở thì thôi nha các bạn. Quả đây. Nhìn đi nhìn lại thì cái miệng này đấy các bạn. Đó. Miệng này, đó. Mật cực da. Còn mấy miệng này thì cũng không ăn thua mày nhá. Miệng này thì một chút ăn hoa không. Hai miệng này còn non. Và một cái lưới mèo đầu tiên thì cũng đã cho mật các bạn. Đây. Đó. Kết quả là được hai miệng này đây. Thôi bây giờ cũng chiều tối rồi, muộn rồi, video này thông xin phép được khép lại ở đây. Thông xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, anh chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ thông nhá. Thông xin chân thành cảm ơn, thông xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhá.